lắc vậy đúng không? Bạn lắc lên 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 đập lên con. Thứ tư là hai vợ chồng sống tại Việt Nam,
qua 90 tuổi rồi. Gia đình của anh Phi Năm chúng tôi có ở tại Việt Nam Hoa Kỳ. Xin mời gia đình anh Năm lên anh. Chị được định cư sang Mỹ
năm 1988, trong cuộc sống đầy khó khăn, vất vả nơi xứ người, với hai bàn tay trắng, chị đã cố gắng vươn lên để tạo cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau 10 năm định cư, tức năm 1998, chị đã mua được một căn nhà. Sau đó, chị đã sửa chữa lại căn nhà thật khang trang, đẹp đẽ theo ý muốn. Tinh thần chị bị sa sút rất nhiều. Sau thời gian khi mua được vài tháng, phải tấm lòng hy sinh cao cả của người mẹ, người bà, chị đã quyết định bán đi căn nhà đang ở để có một số tiền dành cho gia đình. Chị sau này cũng trong năm đó, chị đã chuyển về một nơi ở mới, nhỏ hơn, cũng tại thành phố Conecro. Với niềm tin vững chắc, chị đã cầu nguyện Chúa cho chị sống thêm thời gian nữa để nhìn thấy sự thành công của cháu đảo và các cháu lớn vô quá khứ. Đồng thời cũng vẫn giữ những sinh hoạt bình thường trong gia đình như lúc còn khỏe mạnh. Cho đến khi chị nhập viện lần cuối cùng, tháng 2, ngày 7, 2024, tưởng rằng chị một thời gian ngắn sẽ trở về cùng gia đình, nhưng như những lần trước, nhưng không ngờ ý Chúa cực nên sau 18 ngày nằm trong bệnh viện, thì chị đã rời xa bệnh viện gia đình. Chúng tôi vào tháng 2 ngày 25, lúc 10:40 tối. Sau đây là vài lời cảm tưởng của mẹ tôi về người chị kính yêu này. Mặc dù chị lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng mà từ thuở thơ cho lúc đến trưởng thành, chị luôn gánh vác, che chở và nâng đỡ tôi trong mỗi sinh hoạt. Điều mà tôi khắc ghi trong lòng là đến ngày hôm nay, sau khi tôi tốt nghiệp sư phạm, đến ngày chọn nhiệm sở, vì chị thi được điểm cao nên đã được chọn đến dạy ở một trường tại Cái Côn rất gần nhà và an toàn. Trong khi đó, điểm tôi thấp hơn chị nên phải chấp nhận nơi xa nhất, xa nhà, không an toàn, đầy chiến tranh. Sau giờ chọn bữa đó, không một phút tán con, chị đã đến ban giám hiệu nhà trường khoán chuyển nhiệm sở cho tôi. Và bắt đầu từ đó, chị em tôi không còn gặp nhau như trước nữa. Một năm sau, tôi lập gia đình và về Sài Gòn sống với chồng. Sau đó, gia đình tôi định cư đến Mỹ năm 1981. Tưởng rằng chị em sẽ xa cách rất lâu, nhưng không ngờ vài năm sau, chúng tôi lại gặp nhau trên đất nước Hoa Kỳ trong niềm vui sướng vô biên. Bắt đầu từ đó, chị đã tham gia mỗi sinh hoạt nhà thờ cũng như trong gia đình với tôi. Chị thường tâm chữ với tôi rằng: Mười ơi, bây giờ chị rất phản lòng về cuộc sống hiện tại của chị. Mặc dù chị mang căn bệnh nguy hiểm này, nhưng Chúa đã ban cho chị thêm thời gian vừa qua. Bây giờ thì những ước mơ của chị đã được tối nguyện. Chị sẵn sàng đi theo Chúa bất cứ lúc nào Chúa muốn. Tận chứng là chị chuẩn bị từ một khăn trắng, một bộ khăn tan, quần áo và miếng đất cho mình, cùng lời nhắn nhủ với anh em: con cháu, làm mặc quần áo đẹp không được không? Trong ngày đưa tiễn chị, trong thời gian gần đây, điều mà tôi xúc động là mặc dù bệnh trở nặng, mỗi lần đi bác sĩ về, chị
chị gái chở mua thức ăn cho gia đình, không bao giờ quên sắm thêm vật cho tôi và mang đến nhà tôi, ngay cả khi đi mua sắm quần áo vào dịp lễ lớn, chị đều nhớ đến tôi. Có một ngày sau khi đi đậu bằng lái cuối cùng, tôi mừng quá khoe với chị là em đậu được rồi, thì lập tức chị ngăn cản ngay: "Mười ơi, chị thấy mắt em lúc này yếu quá, không ý lại mà lái xe nhiều, có cần gì thì kêu mấy đứa nhỏ chở đi, hay là gọi chị sẽ chở em đi, chứ đừng đi một mình." Tôi vô cùng cảm xúc vì chị đang tỉnh nặng hơn mình mà lại lo cho tôi là người đang khỏe mạnh, giống như lúc tôi còn thơ ấu. Đến giờ hấp hối khi gia đình đã thu học đông đủ mà chị vẫn còn nhớ và dùng hai thở cuối cùng nói một câu: "Kêu cô giữ mười." Bây giờ chị đã thật sự ra đi vĩnh viễn. Sự ra đi đó đã để lại một khoảng trống cho gia đình chúng tôi. Ông chị yên nghỉ ngàn thu trong nước Chúa. Sau khi làm xong việc Chúa giao cho chị trên đất này, chọn bốn bẩn của người con, người vợ, người chị, người em, người mẹ, người bà, và là một tín hữu chung kiến trong khi tận hiến của thánh đường Sài Gòn. Cầu xin Chúa cho đại gia đình chúng tôi sớm về đi niềm đau thương tổn cùng này. Chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu của quý vị. Ngày hôm nay sự hiện diện của quý vị là niềm an ủi cho gia đình chúng tôi rất nhiều. Chân trọng kính chào. Amen. Thưa quý mục sư, quý hội thánh, quý thân bằng quyến thuộc cùng toàn thể quý quan khách khắp nơi xa gần đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ tang của dì tôi. Cuộc đời của tôi đã gắn liền với dì chính của tôi từ khi còn rất nhỏ. Dì rất chu đáo chăm sóc cho tôi đầy đủ mọi sự cần dùng, đồng thời cũng hướng dẫn cho tôi về mặt thuộc linh. Qua cách sống của dì đã giúp tôi hiểu biết Chúa và đến với Chúa một cách dễ dàng. Mặc dầu tôi là đứa cháu nuôi, nhưng dì đã yêu thương tôi, coi tôi như là con ruột của dì. Trước năm 1975, dì là một giáo viên giỏi. Lớp dì dạy luôn có một vài học sinh xuất sắc đạt được hàng ưu. Dì tôi cũng là hoa khôi của trường. Dì tôi rất đẹp, đẹp bên ngoài lẫn bên trong. Tôi nhớ là có nhiều lần dì đã sẵn sàng giúp đỡ bạn đồng nghiệp khi họ gặp khó khăn, túng thiếu, cho bạn mượn tiền một cách tế nhị. Dì nói đây là số tiền của dì dành dụm được, không có cần lúc này, bạn dùng đi đừng ngại, khi nào có đưa lại cho dì. Sau năm 1975, cuộc sống của dì giáo tôi rất là cực khổ. Dì vẫn đi dạy nhưng không đủ sống. Sau giờ đi dạy, dì phải nghĩ ra cách để kiếm tiền thêm. Dì đã dùng chiếc xe đạp đạp hàng chục cây số mỗi ngày để đi giao một số hàng cho các chị nhỏ ven đường. Sau giờ đi học về, tôi cũng phụ dì. Dì cũng nghĩ ra cách là khiêng lúa về. Rồi hai dì cháu mỗi ngày khiêng lúa ra đường phơi, đến khi lúa thật khô thì đem vào bừa trữ, đem lúa đi đến nhà máy chà gạo, rồi dì đem phân phát cho các anh chị em của dì. Dì cũng có bán thêm thuốc dân tộc, đi tiêm thuốc cho mấy con heo bị bệnh. Nói tóm lại là dì rất chịu khó, đầy can đảm, nghị lực, kiên cường, tháo vát, thông minh. Sau một thời gian sinh sống cực khổ, dì tôi đã quyết định đi vượt biên. Dì đã mua tàu và cùng với cậu của tôi tổ chức chuyến đi. Trên chuyến tàu này có nhiều thành viên trong gia đình, một số người ngoài và chắc chắn là có tôi cùng đi. Trên chuyến đi này rất cam go, chúng tôi gặp cướp biển, bão tố,
tưởng chừng như không qua khỏi. Cảm ơn Chúa, dù gặp khó khăn, chúng tôi tưởng rằng biển sẽ đút trôi tàu của dì. Nhưng dì đã hết lòng cầu nguyện, thuận theo ý Chúa. Chúa đã cứu và cho tàu được bình yên. Khi đến là tàu của dì được Mỹ vớt và đưa vào giàn khoan, sau đó đưa vào Thái Lan. Khi ở Thái Lan, phái đoàn Mỹ đã gọi dì tôi lên phỏng vấn. Phái đoàn đã quyết định cho dì và con của dì là em Đào được bay thẳng qua Mỹ. Vì lý do là chồng của dì tôi đã vượt biên và đã định cư ở Mỹ. Đồng thời, dì tôi là giáo viên và có một thời gian dì đã làm việc cho Mỹ. Cộng thêm em Đào còn rất nhỏ, nên dì có đủ tiêu chuẩn để được bay thẳng qua Mỹ. Nhưng dì trình bày với phái đoàn Mỹ là muốn tôi đi cùng vì dì đã nuôi nấng chăm sóc tôi khi tôi còn rất nhỏ. Dì sẵn sàng ở lại chờ đến khi nào phái đoàn cứu xét cho tôi đi cùng với mẹ con dì. Dì không thể bỏ tôi ở lại một mình. Dì lúc nào cũng đặt Chúa lên trên, hết lòng cầu nguyện cho tôi. Khoảng thời gian không lâu, phái đoàn đã gọi hai dì cháu tôi lên phỏng vấn. Thật là nhiệm màu, tôi đã được chấp thuận để đi cùng với mẹ con dì. Sự việc này, tất cả những người sống chung quanh dì cháu tôi không tin là có thật, vì tôi không có diện để đi Mỹ. Và lúc đó tôi đã trên 18 tuổi, làm sao có thể ghép phơm để đi cùng với dì tôi được. Nhưng Chúa đã can thiệp và nhận lời cầu xin của dì. Lại một lần nữa, tôi phải nói lên lời cảm ơn dì. Dì đã hy sinh yêu thương tôi một cách vô điều kiện, vô bờ bến. Dì đã sống một cuộc sống thật sự con Chúa. Tôi và mẹ con dì đã đến Mỹ vào tháng 8 năm 1988. Lúc đó tôi được 24 tuổi. Đến năm 26 tuổi tôi lập gia đình. Dì đứng ra để lo đám cưới tôi thật chu toàn. Mặc dầu tôi đã lập gia đình, nhưng mỗi lần tôi đến thăm, lúc nào dì cũng hỏi tôi, lúc này con ra sao, các con của con thế nào. Lúc nào dì cũng nhớ đến gia đình con và cầu nguyện, mong cho gia đình con được bình yên và hạnh phúc. Gần đây nhất là khi được tin tôi bị ung thư, mặc dầu dì tôi yếu đi nhiều, nhưng vẫn gọi tôi gần như là mỗi ngày, an ủi, khích lệ, nâng đỡ tôi. Còn nói để dì nấu chút đồ ăn cho con, mặc dầu việc nấu ăn cho dì lúc bấy giờ cũng rất khó khăn. Cuối cùng, khi dì tôi nằm trên giường bệnh, khi tôi đến thăm, dì rất vui, nhưng nhất quyết không chịu để cho tôi ở lại ăn đêm. Dì nói tôi vừa hết bệnh, cần phải dưỡng sức, con chưa hoàn toàn phục hồi đâu. Sự quan tâm và tình yêu của dì thật quá tuyệt vời. Giờ này, dì tôi đã được an nghỉ, không còn đau đớn, lo lắng. Dì tôi đã hoàn thành sứ mạng Chúa giao. Dì là một chiến binh thập tự, đã đánh trận tốt lành, đã xong sự đại, đã giữ được đức tin. Con cảm ơn Chúa đã ban cho con một người dì, cũng là một người mẹ trên trần gian thật vĩ đại, tuyệt vời và trên cả tuyệt vời. Tấm gương của dì sẽ được lưu lại cho con, cháu, chắc và nhiều người xung quanh. Con kính yêu dì lắm. Xin kính chào. Amen. Bây giờ là cảm nghĩ, cảm tưởng của một người chồng yêu quý. Tôi thật sự rất là cảm động. Trong những giờ phút cuối cùng của Xín, thì anh Truyền đã vào bệnh viện nằm trên cái ghế, trên cái sàn để thức đêm canh giữ vợ mình. Đó là tấm lòng của người chồng, mặc dù là rất đơn sơ nhưng là rất là cảm tình. Giờ này xin mời anh Lê Vũ, anh Thiệu Truyền. Kính thưa mục sư, kính thưa toàn thể quý vị có mặt ở đây, đã bên đây tôi xin tự phát, tôi nói tự phát nói gì
tình cảm giữa tôi với vợ tôi và sự nên tôi với mục sư Bảo là một sự tình cờ lại trở thành là bạn cột trèo với nhau trong lúc tôi với ông Bảo là ông mục sư Bảo nhận ra tôi là đã có gặp tôi tại tòa án năm 1973 khi ký hiệp định Paris rồi. Tôi muốn nói lên trước hết là để tôi hết lòng tri ân vợ tôi, nhà tôi và tri ân bà mẹ vợ vô bộ của tôi đã qua đời và ba chị vợ tôi còn đang sống ở Việt Nam, chị Thư thì chúng tôi hai chuyện này kể gia đình vợ tôi cũng chưa hề biết. Tôi quen biết vợ tôi từ cõi chết của cuộc đời của tôi vào năm 1971. Khi đó là tôi coi một ngôi vị cấp tiểu ương, chỉ huy cấp tiểu đoàn bộ binh. Thì bộ binh ở lưu động thì nhà tôi có cảm tình với tôi, biết tôi gia đình kể mấy vợ tôi biết tôi là sĩ quan tận hàng mà không bao giờ uống rượu, không bao giờ cờ bạc, không bao giờ hút thuốc, mà tôi đóng quân không bao giờ mà tôi ở trong nhà của người dân hết. Tôi mặc dù tôi cấp chỉ huy nhưng mà tôi cũng ngủ ở ngoài thành phố dưới lính tám thôi chứ không có ngủ ở trong nhà dân. Dân mời các nào cũng có hết và những người lính của chúng tôi rất là hiền lành. Những cái điều mà tôi nhớ ấn tượng nhất là năm 1971 là lúc đó tình hình nó rất là nặng, rất là nặng nề. Cộng sản thường đã cắt mấy đường quốc lộ, cắt đứt quốc lộ miền Tây, cô lập mấy cái tỉnh như Thương Thiện, quốc lộ thường bị đắp mô, bị đánh. Thì cái đơn vị của tôi đánh với tiểu đoàn 47 là tiểu đoàn danh tiếng của cộng sản đó, cắt chỗ vợ tôi ở dưới nhà bên vợ tôi đó. Không có xa lắm, cách chừng khoảng một cây số thôi, cách xa lộ. Và cái đơn vị tôi thì an toàn trong lúc đó, cái đơn vị chủ đồn 37 ra. Thì sau đó tôi nói ngắn gọn thôi, thì tôi bây giờ tôi từ đó lửa đạn và vợ tôi với chị vợ tôi có thăm tôi vào năm Tết năm 1972, tới 1973 cũng thăm một cái Tết nữa ở Trương Thiện là tình hình lúc đó nặng lắm. Tới năm 1973 là tôi được bổ nhiệm làm quận. Khi mà tôi đi vô tòa án sau này ông mục sư Bảo ông cắt lời tôi, ông ấy nhớ là đã gặp tôi lúc năm 1973 trong lúc tôi vô tòa án để tôi tuyên thệ là đọc phụ tá biện lý, tôi là quận trưởng thì tôi đi vô tòa thượng thẩm Cần Thơ để tuyên thệ với ông Lý Tân là biện lý để làm phụ tá biện lý tòa thượng thẩm Cần Thơ. Thì tên ra là ông mục sư Bảo sau này ông nhận ra ông mới nhắc tôi không gặp được ông đã gặp tôi từ đó rồi. Rồi từ đó khi tôi đi ăn phúc Lê Nguyễn Tạ
mất mẹ đạo trong đường cuối cùng. Mẹ đã nhắc nhở hôm nay là không được khóc, phải nên vui, phải nên cười vui. Trong mấy tuần nay đã không biết nói gì, suy nghĩ ra không biết nói cái gì. Nhưng mà thật sự bây giờ thấy mấy người thân hôm nay đến, Đạo mới hiểu cuộc sống mẹ Đạo quá ý nghĩa. Đạo bất ngờ biết bao nhiêu người hôm nay đã hiểu đến vì cái tình thương để dành riêng cho mẹ Đạo. Mẹ là một đứa con rất là hạnh viện để thấy một cái cuộc sống của mẹ vô cùng tuyệt vời như vậy. Đối với Đạo, Đạo rất là cảm ơn mấy khách quý từ xa và gần. Thật lòng một lần nữa muốn cảm ơn chuyện ấy. Nếu mà nói về mẹ Đạo, thật sự không có đủ thời gian để phân tích và nói nhiều quá. Nhưng mà đối với Đạo, Đạo muốn chia sẻ cảm động mẹ Đạo với Đạo ở trong sự ngắn gọn thôi. Từ tuổi trẻ cơ Đạo qua xứ Mỹ rồi, mẹ Đạo với Đạo không có duyên mà được gần với nhau, ở trong sống gần nhau. Tại vì cái hy sinh của mẹ mới qua Mỹ thì phải đi tiểu bang này tiểu bang nọ để lo cho ba, và hy sinh cái thời gian để lo cho Đạo, để cuộc sống mới mẻ ở trong cái xứ mới. Thì mẹ phải rời xa mẹ Đạo. Đạo biết đó là một sự đau khổ nhất của mẹ. Thời gian sau, Đạo lớn lên, ở trong một thời gian sau thì có nhiều cái chuyện chăm sóc hàng nào lấy với Đạo. Có một thời gian Đạo vừa qua thì Đạo phải đi xa nhà, xa mẹ để làm cuộc sống mới. Tuy nhiên đã có nhiều cái sự may mắn, mặc dù ở xa với mẹ, không biết mặt mẫu tử thực sự rất là thiêng liêng, nó rất là đặc biệt. Mẹ với Đạo có thể ở trong ngàn dặm cách xa, tim Đạo tim mẹ là hai con tim mà chỉ đập một nhịp. Đạo không cần đối với Đạo, mặc dù lòng của Đạo muốn nói gì chưa nói ra lời, không biết sao mẹ đã lắng nghe, mẹ đã hiểu. Mẹ Đạo ở trong cái gian nan, ở trong cái sự bảo tố, mẹ Đạo là cái sức mạnh để đẩy sau lưng Đạo để trải qua. Ở trong sóng gió, mẹ là cục trụ để giữ Đạo yên bình và bình an. Ở trong cái vui, mẹ là mặt trời với Đạo. Mẹ sống, ánh sống, cái sống, sự sống của mẹ là một cái gương rất là sáng sủa cho Đạo. Cái tia ấm, tia nắng đó là đem sự ấm áp nhất cho Đạo. Có mẹ là có tất cả. Có mẹ thật sự là có tất cả. Mất mẹ đi thật sự một sự đau khổ thật sự. Mẹ trong cái hơi thở đầu tiên của Đạo mà cái hơi thở cuối cùng của mẹ, mẹ là người luôn luôn bên cạnh Đạo, mà mẹ là người bạn thân nhất của Đạo. Ở trong cái vui, trong tất cả mọi chuyện, mẹ luôn luôn bao gồm tình yêu thương, tình tha thứ, tình khuyến khích,
áp thêm ấm áp để luôn ôm đạo ở trong vòng tay để giữ đạo an toàn ở trong hoàn cảnh nào. Mẹ là anh hùng, mẹ là người vĩ đại nhất ở trong cuộc sống của đại học. Sẽ luôn luôn có một, không có hai, mặc sao không thất bao giờ, ai mặc ai thấy được. Thì nay mẹ đã mất, tình thương mẹ trao cho đạo. Nay mẹ đã mất, thì cái cũ đã đi. Nhưng mà tình thương mẹ đã để cho đạo, đạo sẽ chắc chắn trao qua cái thế hệ sau là mấy đứa nhỏ, để mẹ mẹ sẽ luôn luôn sống ở trong cái ký ức của đạo và tim của đạo, và cái sự thương yêu của mẹ sẽ ban qua lại cho mấy đứa nhỏ. Thương cho đạo xin phép chỉ một hai phút thời gian cho đạo phát âm tiếng Mỹ cho mấy tuổi của đạo trở xuống, cho mấy đứa em có thể có thể dễ hiểu hơn. Talk to anyone that's my age and younger, that you have still have both parents, a set of parents. As I stand here today, looking at my mother, my beloved mother, all I see is a lifeless body, a corpse in a wooden casket. I can stand here and cry her a river, but she will not be able to see it. I can stand here and tell her how much I love her. She's no longer able to hear. I can run and give her the biggest hug I ever could, but she can no longer feel it. I'm so envious. I am so envious, and I'll even say I'm jealous of you guys that you still have the opportunity and the chances to live, laugh, and love them. It's so amazing how life is so delicate. I thought my mom would recover, but no, she had breathed the last breath. And I wish as a simple reminder, y'all, tomorrow is never promised. Tomorrow is never promised to anyone. So I just want to share with you that. And I'm very envious of you guys. Sư đạo muốn sư đạo muốn cảm ơn tất cả quý khách đã đến ở trong cái thời gian này, thật sự cũng mới trường hợp đến tăng lễ cho việc làm. Nếu có sự thiếu sót gì cho quý khách, xin quý khách bỏ qua và đọc lời và chào cảm ơn. Mình thì chúng tôi mong người con trai duy nhất thằng mình lên nguyện lãnh đạo. Tôi nói là hãy yêu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà gieo ba Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Tất cả mọi người ai muốn sống lâu thì nghe theo điều răn của Chúa là hiếu kính với cha mẹ. Rồi đạo là một người có thể nói là vô cùng hiếu kính với mẹ mình. Tôi mong rằng cuộc đời của bố của đạo còn lại sẽ vui mừng có người con hiếu thảo như vậy. Nguyện xin Chúa ban phước lành cho bây giờ cháu truyền và cho biết là có ông thị trưởng Winchester đến dự đây.
Thank you.
Thank you.
tam tái phật điều chư quần và tiễn đưa hồn cốt phu nhân của thứ thánh truyền đến đây người cuối cùng. Và chúng tôi xin được nhắc lại quý vị sau khi nghi thức thăm viếng và chư quần và bắt tay tiễn biệt với thân nhân gia đình của thiếu tá truyền, chúng ta xuống ngồi ở dưới này một chút xíu để chúng ta còn có thể là để tiễn đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang khu vực của anh hùng Lý Tống ở phía đằng sau đây, chỉ ít phút thôi. Chúng tôi xin lưu quý vị ra ngoài, quý vị chờ một chút xíu rồi nhà quan sẽ đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng của khu ngôi mộ của anh hùng Lý Tống. Chúng tôi xin nhắc quý vị, chúng ta làm phía ngoài, chúng ta chờ ít phút thôi là chương trình xong, tiếp tục với việc của mục sư Bảo. Chân thành cảm ơn quý vị. Thank you.
Ta tiễn biệt chị lần cuối cùng. Những hình ảnh này rất là quan trọng và chúng ta chỉ còn một vài phút nữa thôi thì sẽ không nhìn thấy mắt bằng xương bằng thịt nhìn thấy hình ảnh của chị nữa. Người mẹ, một người bà, một người thân thương với gia đình và một người vợ quý yêu của anh Truyền. 80 năm ở trần gian này, chúng tôi xin mời tất cả thân nhân và những người thân chúng ta đứng chung quanh quan tài nhé. Tất cả con cháu chúng ta đầy đều ở đây trước khi đóng nắp quan tài. Rồi, thế là chúng tôi có chỗ để chúng tôi coi xin chụp hình nhé. Và ngồi vâng, đứng chụp chung nào, bắt đầu nào. Xin lỗi, vâng, anh xin hỏi từ từ chúng ta để cháu quay mặt ở đây nào, quay mặt ở đây. Mình cứ đứng đây mình nhìn bè. Vâng, cháu quay mặt ở đây chút nào, chỗ này. Đó, mình cứ nhìn bè. Rồi, đó, anh Truyền đó, các cháu đứng vậy nhá. Để anh đang quay video và những hình ảnh cuối cùng. Đứng bên cạnh mẹ, đứng trên đầu, sát ba trên đầu quan tài. Rồi. Nhân viên nhà quan đến từ đây. Nhân viên nhà quan đâu rồi? Không, từ từ để nhắc họ từ từ. Rồi bây giờ xin mục sư và gia đình quay lại một chút xíu nào ạ. Ngang bên này để chụp tấm hình nhé. Đứng ở đây, vâng, xin lỗi. Mục sư đứng ở chỗ này. Rồi chúng ta quay lại sau trong khi chờ nhân viên nhà quản. Lên hết. Vâng, bỏ cái hình của em ra. Cái hình tí nó sẽ có cháu của mình. Đây, anh nhận cái hình của chị đây. Nhá. Vâng, chúng ta sẽ chụp một cái hình tổng quát hết. Cháu nào bên, cái bông, anh nào bên, cái bông này xuống này. Rồi bây giờ chúng tôi có thể chụp được 50 người ở trong này cũng được. Chúng tôi xin mời quý vị đây ra bên này nữa. Ra bên sát bên này thôi. Rồi. Sang bên này cũng được. Thêm một hai cái bông mình nữa nghe chú. Em ơi, một sư mình không làm cái gì nữa bây giờ. Cái cây trụ của mình nó là 3 giờ. Áp tiếp là phải 2 giờ. Chứ mình không phải đeo phải cao. Không siêu mình còn nhà bây giờ. Thank you.
Thank you.
Thôi ai cầm dùng cho cây cốt nha. Cái hình mình đứng ở giữa nha, hai người qua hai bên nha, phía chưa ra nha. Về trong đi xong sư đó hai mình rồi cảm ơn. Chờ quán tài chút nha mà mục sư. Chờ quán tài. Rồi mình quay lại. Đó.
răng ra rồi. Vì đâu có anh hai là em an tâm nhất rồi. Em sẽ có hình nè. An tâm nhất kìa. Dạ, cảm ơn anh hai. Okay. Ai đây? Ai đây? Em trai em cứ đi bình thường đi em trai. Đi bình thường đi em. Đạo ơi, cô được, đạo. Cô đi nhanh hơn chút nữa, đi nhanh hơn chút nữa.
chưa xong hết. Kids, the one the back, who's the back, back one? What one? Rồi, ok, uống nè. Cái biển mày vô đó. Cái biển mày vô đó. Đó. Rồi, còn vé lại nè. Rồi, rồi, ok, go. Đi, rồi, lát đi, lát đi, sau chứ, đi, đi, follow sang đó. Đi sau nha. Để nghe con tài lại. Để xây lại. Cho xoay lại nha. Ok. Cầm nó đó, đi đi. Up, up. Slowly. Lùi lại em. Rồi, ok. Xin chúng ta đến số 4 thánh ga số 339. Gặp bà tướng Phước vô biên. Này xem Chúa thôi giờ ngắm bóng phố. Nhờ Chúa tôi một hàng đang dài. Nhờ ngôi ngã
của cái hiền. Lời Chúa ngày là đấng hôm qua ngày nay. Đó. Rồi cho cháu bé sát như này mới thấy mặt con sát lên xem như này. Rồi mấy cháu con của bảo vào đây bảo từ từ thôi cho con từ thôi, con bảo từ thôi. Rồi đó bảo bông lên. Rồi bảo bảo lên con. Chưa thằng thả bỏ đó. Rồi. Thân nhân cứ thông cảm nhé. Từ từ đó. Rồi. Khi hạ quan tài xuống rồi đó, xuống đất rồi thì tất cả chúng ta mỗi người mở một hành tâm vào trong quyệt. Tôi nhắc lại là khi hạ quan tài xuống đất rồi thì tất cả chúng ta, những quan khách với những người thân yêu có thể mở một hành tâm vào xuống phần mộ.
đâu đi mà buồn thấp vậy. Chúng ta để ý cái bậc chân chúng ta bước lên đó, để ý chút nha. Bỏ lên trên à, bỏ lên trên à. Chúng ta tiến lên trên, chúng ta bỏ không sao. Vâng. Chúng ta tiến về phía sát lên phía trên quan tài ạ. Mời ông sát sát lên trên cũng được. Bỏ trên này cũng được nha. Vâng. Cho mấy người dưới sau. Cũng gần mà. Hai cầu năm. Dạ. Thank you.
khỏe chị. Con cảm ơn. Chúng nói hạnh đạo, chúng nói tất cả mọi người đứng ở đây chùm cái tất cả. Thì chụp hình quay phim phải đẹp à, cho nên là trang nghiêm một chút, đừng có ai để bị khuất mặt nhé, che đi đó. Để quay lại trước nha. Rồi đấy, để không ai bị che. Chị đã đứng sau anh Truyền đó, sát lại chỗ mục sư đi. Chị đứng ở sau anh Truyền đó rồi thấy. Không nên quay bên hông luôn chú ơi. Không chú mất kia bên hông. Không ở bên đầu bên này trong rồi, còn bên này là quay bên hông này luôn, hẳn lên chỗ này là rộng cỡ nào cũng đấy, hết không có gì hết. Ok nha, nhìn máy chụp hình đó. Rồi nhá, cho mục sư cho tất cả nhìn lên đây là tất cả nhá. Ở những người thân thương ở với chị. Dạ cháu. Cháu. Dạ vâng. Cháu ở Truyền.